Và bây giờ chúng ta sẽ làm thêm, lúc nãy anh chỉ làm ba cái đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm ba cái đèn nữa nha, bốn cái đèn đúng không? Đó. Ok, bây giờ mình sẽ copy cái này ra nha, copy cho nhanh, copy cũng được, Ctrl C, đó, Ctrl V cũng được nha, không vấn đề, chỉ sửa lại thôi. Mình gọi là thiết bị mà đừng cái chữ đèn nữa, mình gọi là thiết bị một nha. Ok, TB1 nha, đây nguyên là TB1. Ok, đây là đèn 1 đây nha, đèn 1, đèn 2, TB2 đúng không? Mình có 4 đèn đúng không? TB2, TB2 luôn nha. Ok, TB2 luôn. Đó, mình có 4 thiết bị đúng không? Ctrl C, Ctrl V, 4 đi nha. Ok, đèn 3 nha. Ok, đèn 4 đúng không nào? TB mấy? TB3. TB3 luôn nha. TB mấy? Rồi TB4 đúng không? Ok, TB4 luôn. Deploy đúng không? Mình vào đây mình xem là ha, người ta có 4 thiết bị đúng không? Bây giờ chúng ta có 4 thiết bị rồi. Ok, người ta có 4 thiết bị đúng không? Mình sẽ lắp cái server là mình test thử nha. Đây. 1 2 4 luôn. Ok. Mình reload lại nha. Cho nó mất cái trường đèn đi. Bây giờ mình ở trong thiết bị thôi. Ví dụ như là TB1 và TB2 mình cho mình không đi ha. Đó, thấy chưa? Đúng không? TB3 nó mình không luôn. Đó, ok, đó. À, như vậy ha, bây giờ chúng ta sẽ lái thêm mấy trường rồi, đúng không? Bây giờ mình muốn cho nó bự đẹp ha. Thì mình muốn cho nó bự đẹp thì chúng ta phải được coi. Cho thêm giá trị cảm biến mà, đúng không? Bây giờ mình sẽ lái giá trị cảm biến đúng không? Đây. Mình click đây ha, click đây, mình cho chỉnh lại nha, ở chỗ default này mình sửa ra đi ha. Mình gọi là gì? Mình bỏ default đi. Cho đẹp nha, chứ để default nhìn khó chịu quá. Đó, nhìn lại coi, thấy nó mất default không? Ủa, để thấy là bà thấy mất chữ default chưa? Ok, bây giờ mình chỉnh lại cái giao diện cho nó đắt đi. Đắt con coi thử. Xong rồi mình chỉnh lại, chỉnh nó về kiểu mà đã đắt cho nó đẹp như vậy ha. Đắt nhiều màu tối á, ha. Nhìn nó sẽ hầm hố hơn á, ok. Thấy chưa? Đó, bây giờ chúng ta sẽ lấy giá trị cảm biến đúng không? Bây giờ lấy một cái MPT đúng không? Lấy cảm biến rồi lấy biểu đồ gì đây? Cảm biến thì mình sẽ lấy cái biểu đồ là gì đây? Biểu đồ chặt đúng không? Đây, biểu đồ. Đầu tiên là mình lấy cái biểu đồ gâu để mình cái nhiệt độ ha. Ok đây ha. Mình lấy từ đây nha. Mình lấy giá trị từ cái server kia về mà đúng không? Đó, ok. Đây, cho biết là gì? Nhiệt độ ha. Đó, tí sau này mình cập nhật từ cái USB cập nhật lên nha. Đó. Nhiệt độ, ok. Đặt tên gì đây? Nhiệt. Ok. Thế chúng ta vẫn đặt tên nhiệt độ đúng không? Tối đa là bao nhiêu độ? 100 độ đúng không? Đó, ok. Rồi, luôn nha. Ok. Đây ha. Nó chưa có gì cả đúng không? Bây giờ sẽ bây giờ anh thấy cái trường nhiệt độ đúng không? Nhiệt độ này. Ok. Mình cho nó khoảng cỡ 22 độ coi. Thấy chưa? Đó. Nhiệt độ đúng không? 33 thấy chưa? Ok chưa? Mình sẽ vẽ thêm một cái biểu đồ để cập nhật nhiệt độ nữa nha. Ok, mình sẽ lấy một cái biểu đồ nhiệt độ nữa, mình lấy một cái biểu đồ chặt nữa nha. Ok, chặt đúng không? Ok ha, mình lấy biểu đồ chặt đây, mình cũng lấy cập nhật nhiệt độ về đúng không? Đây, đây, đây nhé. Nhiệt độ lai chặt đúng không? Ok rồi, luôn nha. Bây giờ mình sẽ cập nhật các bạn xem nha, nhiệt độ này 33 nha. Đó, nhiệt độ này như nữa 34 như hẹn, đúng chưa? Nhiệt độ là nhiêu? 33. Đó, ví dụ mình đã mà cập nhật cái tiền nhiệt độ nó chạy liên tục như vậy đúng không? Mà đúng được chưa? Đúng nào? Đó, vậy sự bây giờ đúng không? Nó nhiệt độ, độ ẩm đúng không? Ở dưới nhiệt độ thì có độ ẩm luôn đúng không? Ok. Và chúng ta sẽ có cái độ ẩm luôn. Rồi độ ẩm luôn đúng không? Độ ẩm thì mình lấy thêm một cái mình lấy một cái MVT mới đúng không? Ok, mình copy này ra luôn. Topic ghi độ ẩm đúng không?
cũng tương tự vậy thôi đúng không? Ok. Ghi là gì? Độ ẩm. Ok. Đúng không nào? Đó, độ ẩm nó bị là phần trăm hát đúng chưa? Đó, tương tự thôi đúng không? Độ C. Copy độ C này bỏ vào đúng không? Đây. Đó, nhìn này thấy chưa? Chúng ta sẽ thấy là gì? Chúng ta sẽ có hai cái cộng đúng không? Bây giờ mình sẽ phân chia là một bên một cộng là mình chúng ta dùng là gì? Thiết bị, một cộng là cảm biến đúng không? Cho nên gì hình dung nha. Đó, ok. Chip rô chạc chưa có đúng không? Mình cho thêm một tí giá trị vào là tự động thấy là gì? Độ ẩm. Đó, đó mình cho nó bao nhiêu? 66 coi. Đó không, thấy chưa? Thấy chưa? 77. Thấy chưa? Đó mình thấy chưa? Đó, chúng ta thì thấy được hai cái biểu đồ này đúng không nào? Đó ha. Bây giờ bây giờ mình cho cái này bự ra, hoặc là có thể là gì? Bây giờ chúng ta cho cái này bự ra nha. Ok, để nhìn rõ hơn đúng không? Vào trong chỗ cái phần setting á. Đúng không? Đi vào chỗ đây, setting này. Mình chỉnh chỗ cái phần home này, click vào chỗ đa dấu này đúng không? Mình chỉnh lại. Chính là chỗ cái phần là gì? Home nó kiếm phần home. Control chứ. Sai này. Xấu đi. Ok. Run lại coi. Nó sẽ bự hơn đúng không? Đó. Mình làm nó to lên mà. Ok này, như là bị mất cái này đúng không? Nó bị mất cái trường này đúng không? Ok. Tạo một cái trường mới đúng không? Trường là Smart Home đây. Tạo một cái UI mới để mình mất nó. Ok, hôm nay Smart Home hiện đúng không? Ok. Ok đúng không? Cho nó bự lên tí. Này cho nó lên khoảng cỡ 10 đi. Đó, bạn thấy nó bự lên chưa? Ok đúng không? Đó, bạn thấy nó bự rồi đúng không? Đèn nó coi. Tu tu thôi. Cái này chúng ta có thể đổi được nha. Đó mà thấy chưa? Ok đúng không? Bây giờ mình có thể mình có bây giờ sửa bây giờ mình có thể là gom lại, mình có thể gom lại đúng không? Mình có thể gom là hai tab cho dễ nhìn hơn tí đúng không? Mình có thể gom là hai tab đi. Cái tab này mình cho là nhiệt độ, mình đưa vào chỗ giá trị để mình tạo một cái tab mới đúng không? Đây. Cái này mình đưa vào một cái tab mới. Rồi là gì đây? Cấp rồi gì đây? Cảm biến đúng không? Smart Home đúng không? Trong mọi cái tab này là gì? Cảm biến nữa chưa? Ok. Đó, mình nghĩa là muốn ta muốn anh muốn là đưa một cái cảm biến vào một cái tab mới nha. Đưa cảm biến vào một cái thiết bị một cái tab riêng đúng không? Đó ha. Cái chặt này đưa vào trong một tab vậy đây cảm biến luôn này, thấy chưa? Đó, độ ấm nó đưa vào trong cái tab cảm biến luôn. Ok. Còn lại tab nhiệt độ đúng không? Cái này mình đưa nó size nó bao nhiêu? Auto đi ha. Cái này mình được cái này coi lại cái bên này bao nhiêu? Hai cái bằng nhau đi cho nó dễ coi. Cảm biến cho xấu đúng không? Cái này cũng về xấu thôi. Xấu. Xấu đúng không? Ok. Xấu luôn. Ok, xấu rồi đúng không? Rồi.
điểm đó là coi đó. Mình phân vùng hai cái giá trị đúng không, cảm biến một bên đúng không, đó chạm một bên ha. Đó ở trong cái này mình ghi là gì, cái trong group này mình ghi là thiết bị ha. Thiết bị đi, ok thấy chưa, đó là thấy là ta có là chia ta là mình đã chia được ra hai cộng, một cộng là thiết bị, mình chia được một hợp cộng đúng không, mà thiết bị đúng không, một cộng là cảm biến, ok chưa. Đó cái này trong điện thoại rất là đẹp nha, tuy nhiên ở trên máy tính là lại bây giờ mình chỉnh lại ha. Sau bây giờ mình đưa về nhiệt độ độ ẩm chung đi, mình đưa bạn thấy không, các bạn thấy mình khi mà chúng ta bố trí nó không đều á, thì chúng ta bố trí không đều thì nó nhìn nó cũng không được đẹp lắm đúng không, thấy chưa. Thôi thì mình gom nói chung là một cái đi, cho nó nếu mà nó ra nhiều cái quá nhiều là khó chịu ha. Thiết bị hết đi, đưa nó về thiết bị hết nha. Ok, tùy cái cảm nhận của từng người thôi. Mình chỉnh cho nó ra kích thước nó bự lên tí đi. Lâu thứ nó ra gì, thu được đúng không, đó ha, rồi chỉnh nó bự lên tí nha các bạn, nhỏ quá. Số 12 đi. Mình chính là 12 gấp đôi đúng không? Đó. Mình đặt tên đèn nó ra thiết bị 1 đi ha. Copy ha. Ok. Default đi. Thiết bị 2 đi. Thiết bị 2 là gì? Ví dụ là 1 2 3 4 đi ha. Ok. Thì ba gửi số 56 đúng không, 56 ok. Thiết bị 4 là gì, 78 mình thì có hai biểu đồ, mình có hai biểu đồ đúng không, mình ghi là gì ha, mình ghi biểu đồ là ha, biểu đồ nhiệt độ đúng không, biểu nồi nhiệt đó đúng không, biểu đồ gì, biểu đồ lắm ghê chưa. Bây giờ cảm thấy cái, nếu mà bố trí này là xấu quá, ok bây giờ anh sẽ bố trí kiểu khác đây nha, lấy cái kiểu này được coi, bố trí kiểu này mình nghe là nó xấu quá được coi. Tên là Smart Home đúng không? Đặt tên tiêu đề là Smart Home nha. Ok.
Tiết là gì? Thử quý là thử nha các bạn. Cái xấu quá. Cái quét này, cái quét này nhìn có vẻ dễ thương này. Ok, bây giờ anh dàn trái nó về một bên nha. Chứ dài nó nhìn nó không khó chịu quá. Ok. Còn lâu biết tin tab thôi, thử nó là cái gì nha. Thử cái này thì coi, lâu anh cũng không nhớ. Mua được nhiều thứ quá ha. Cái này giờ nó cập nhật nhiều thứ các bạn ơi. Quá nhiều thứ luôn. Ok. Thôi bây giờ chỉnh lại nhỏ nhỏ thôi. Để mình chỉnh lại nhỏ 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 thì mình đưa nó về nằm ngang hết nha. Cho dễ coi đi. Chứ bây giờ nó bự quá nhìn nó khó coi quá. Bây giờ anh đưa nó về nằm ngang hết đúng không? Đó. Nằm ngang hết này nha. Để coi thiết bị đi. Bó từ thiết bị đi. Ok, ép đi. Bó từ này ra để cho nó đưa, bó cái từ này ra làm gì biết không? Để nó không gom thành cộng không? Để nó không có gom thành cộng. Đó. Ok đúng không? Bây giờ anh sẽ kéo nhiệt độ này đúng không? Ok. Cái nhiệt độ đúng không? Độ ấm đâu? Độ ấm đâu? Nhiệt độ đúng không? Độ cái nhiệt độ đúng không? Nhiệt độ độ ấm đi chung, anh cho nhiệt độ độ ấm đi chung đúng không? Bây giờ anh cho nhiệt độ độ ấm đi chung này, rồi biểu đồ đó. Nhiệt độ biểu đồ này đi chung đúng không? Ok, nhiệt độ. Đặt tên đi ha. Đặt tên này là gì? A đi ha. A đi ha. A đi ha. A nha. Đó. Nhiệt độ và độ ấm đi chung nha. Nhiệt độ độ ấm đi chung nha. Đây. A. Ok. Nhiệt độ đối với biểu đồ nhiệt độ đi chung chưa? B nha. B là gì? B là độ ấm và gì? Nhiệt độ độ ấm nha. Rồi ok thử coi. Mình đi lo thì nó ra nhìn thế nào. Nhìn thử nha. Cái này là chỉnh chỉnh thôi chứ cũng có gì đúng không? Mình gom gom này nó dễ nhìn thấy không? Được không? Nếu mà chúng ta gom gom như thế này đúng không? Bây giờ cái C là mình cho nó giá trị thiết bị đúng không? C đi. Thêm một là một cái lớp mới đi. C đi. Thiết bị mình cho vô C hết đúng không? Muốn thiết bị cho vô xe hết. Ok. Rồi. Bố thiết bị mình cho vô xe hết mình nhìn thấy không? Ok. Là chúng ta thấy là gì ha? Mình cho thử nhiệt để cho giá trị cảm biến để nhìn dễ coi. Nhiệt độ đi. Nhiệt độ 33 đi. Xem. Độ ấm bao nhiêu? 77. Nhiệt độ 34. Nhiệt độ 33, 32. Độ ấm đâu? Năm mươi sáu. 66. Ok, thứ bảy ha. Rồi ha. Bây giờ mình mới bây giờ mình muốn là hiển thị những giá trị lên đúng không? Có nhiệt độ đâu. Cái tem led nó không chịu đúng không? Cái tem led đối với cái tem led này nó là không chịu này. Tắt cái này đi. Ok. Tắt cái này là dễ chịu này, đúng không? Đó. Chúng ta có nhiệt độ, chúng ta có độ ẩm đúng không? Ta có nhiệt độ, ta có nhiệt độ ha, mà chúng ta có độ ẩm đúng không? Bốn cái biểu đồ như vậy đúng không?
Để coi kiếm gì bỏ cho nó trống coi. Mình kiếm một cái biểu đồ hả? Kiếm một bộ đồ hả? Kiếm một biểu đồ đúng không? Mình bỏ vô. Nó thiết bị nó bỏ xe luôn. Bỏ vậy nó đều á, nó đi nhìn dễ coi đúng không? Mình phải bỏ biểu đồ đi, mình phải bỏ cái biểu đồ dưới này đúng không? À, mình có thiết bị như vậy đúng không? Khu vực đó mình để như khu vực như vậy đúng không? Ok chưa? Thì như vậy chúng ta sẽ có được là những cái khu vực này đúng không? Ok, như vậy chúng ta đã thiết kế cái giao diện trên cái nền tảng gì? Raspberry xong đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ chuyển sang lập trình trên cái gì các bạn? Trên cái ESP. À, sau đó mình lập trình trên cái Android ha.